Hạ à, viện Mỹ biểu quyết ngưng kế hoạch của Tổng thống Barack Obama cho phép 10.000 người tị nạn từ Iraq và Syria vào Mỹ định cư vào năm tới. Nhưng Tổng thống hứa là sẽ phủ quyết biện pháp này nếu được thông qua ở Thượng viện. Đa số áp đảo đã biểu quyết để áp đặt việc kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với những người Iraq và Syria vào đất Mỹ. Theo Tổng thống Obama, thì những người tị nạn này phải trải qua một quá trình kiểm tra chặt chẽ trước khi được phép vào Hoa Kỳ, nhưng những quan ngại tại Mỹ đang gia tăng kể từ sau các vụ khủng bố liên hoàn tại Pháp hôm 13 tháng 11. Chưa biết số phận của dự luật khi tới Thượng viện Hoa Kỳ sẽ như thế nào.